chấn động. Tiên tri tiết lộ thiên cơ đổi vận cho tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Bí mật làm điều này, được bể trên ban phúc, nắm được thiên cơ, vận may liên tục kéo đến. Trong 5 năm tới, từ 57 đến 61 tuổi, đổi đời giàu to, con cháu ba đời ăn không hết của. Vâng, thưa quý bản mệnh tuổi Mậu Thân 1968 thân mến, người xưa có câu, cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Vì vậy, cuộc sống của một người dù khó khăn thế nào, chỉ cần biết cách đối nhân xử thế, thì bản mệnh chắc chắn sẽ có đường đời thuận lợi, cát lành như mong muốn. Kỳ thực trải qua hàng vạn kiếp luân hồi nhân sinh, tính cách của một người ra sao, đã quyết định số phận hung cắt sang hèn của họ, đúng như câu nói, ở hiền gặp lành. Giới tử vi cho biết, trong số 12 con giáp có tuổi Mậu Thân được trời sinh có tính cách tuyệt vời, họ sống có tình có nghĩa, biết người biết ta, không chỉ thấu tình đạt lý, mà còn hiểu được cảm xúc của người khác. Nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ, bất kể ngoài đời, sóng gió hay chông gai, con giáp này luôn được giúp đỡ đúng lúc. Ngoài ra, những mối quan hệ của họ không những giúp họ vượt qua khó khăn mà còn đem lại nhiều tài vận, càng lớn tuổi họ càng giàu có, gia đạo cũng hưng thịnh. Đặc biệt, giai đoạn 5 năm tới, từ 57 đến 61 tuổi, sẽ là lúc tuổi Mậu Thân đón nhận thiên mệnh, đổi vận sao rời, chỉ cần chuẩn bị trước ba điều này, là mọi khổ đau trong đời lập tức gia hoán thành phúc lộc, nốt phần đời còn lại tai qua nạn khỏi, hưởng phúc trời ban, an nhàn bên con cháu. Vậy, vận trình của người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, theo luận giải mới nhất diễn biến ra sao? Trong 5 năm tới, từ 57 đến 61 tuổi cần lưu ý điều gì? Mời tín chủ chiêm nghiệm ngay sau đây. Đừng hỏi nữa khi nào ta hết khổ, số phận kia có biết trả lời đâu. Sống đang vui nó bỗng gieo sầu, dù ta giận hay cận cầu cũng thế. Lòng ta buồn trời còn đổ cơn mưa, từng giọt rơi vỡ òa trên đường vắng. Mỗi hạt mưa là một niềm cay đắng, thật vô tình lặng lẽ buồn rơi. Thưa quý cô bác tuổi Mậu Thân 1968 thân mến, tính đến nay nhiều người cũng đã đi gần đến tuổi về hưu rồi, hoàn cảnh thay đổi, khiến nhiều cô bác cũng không khỏi hụt hẫng. Có cô bác đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghỉ công việc về chăm con, chăm cháu. Nhưng nhiều người khác thì không muốn như vậy, họ muốn được nhàn nhã làm thứ mình thích, đi du lịch, tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc khi về già. Dù có lựa chọn thế nào, hẳn là cô bác cũng mong muốn tận hưởng một cuộc sống thuận lợi, an nhàn, không phải lo nghĩ. Có phải không ạ? Nay cô bác tuổi Mậu Thân đang có cuộc sống như thế nào rồi ạ? Mọi thứ vẫn đang ổn cả chứ? Mậu Thân là một trong số ít các bản mệnh hiếm hoi được sở hữu một trực giác ngoại cảm mãnh liệt. Nó giúp cho tuổi này dự báo được một phần tương lai, tính toán được một phần thuận xui, hên rủi. Cái gì nên làm, cái gì cần làm, cái gì nên buông, cái gì nên bỏ. Nên đôi khi họ không cần đọc, cũng chẳng cần xem, cũng biết được cuộc hành trình sắp tới của mình sẽ theo xu hướng như thế nào. Trong công việc, người tuổi Mậu Thân thường rất mưu trí, nhanh nhẹn. Khả năng này giúp họ tiến hành công việc đạt hiệu quả cao và ít khi có sai sót. Họ có khả năng phán đoán mọi việc rất tốt, làm việc linh hoạt, có thể tùy cơ ứng biến để thích hợp với mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên, họ lại giống người tuổi Thân mệnh Kim, thường thấy nhàm chán khi phải làm một việc trong khoảng thời gian quá dài. Nhờ khiếu hài hước cùng khả năng giao tiếp tốt, họ được nhiều người quý mến, nhất là người khác giới. Tuy nhiên, mỗi khi tâm trạng không tốt, họ thường đẩy trách nhiệm hoặc sự bực bội sang người khác, nên dễ mất đi sự tin tưởng của bạn bè. Người tuổi Mậu Thân cũng là người khá nhanh nhạy trong việc nắm bắt cơ hội. Nếu biết kiềm chế hơn thì chắc chắn cuộc sống và sự nghiệp của họ sẽ gặp nhiều thuận lợi và thành công hơn. Tuy sở hữu khả năng phán đoán sự việc cùng với sự nhạy bén về tương lai của bản thân, nhưng Mậu Thân không nên sử dụng nó để nói ra hay can thiệp vào cuộc sống của người khác. Ngoại trừ bản thân và gia đình, cần phải hiểu, tuy ta có ý tốt nhưng chưa chắc người khác đã đón nhận. Vậy cũng cần phải hiểu mỗi người một căn, một cơ, một duyên, một nghiệp. Đôi khi việc ta can thiệp vào giúp họ tránh một phần họa là lòng tốt, nhưng vô hình chung lại ảnh hưởng đến bài toán cuộc đời, mất đi sự trải nghiệm cho sự giác ngộ của họ. Nhiều khi tư vấn không hẳn là một dạng siêu năng lực, đó là một dạng giác ngộ, là một kiểu tâm thái, là một ưu điểm được đúc kết từ quá trình đi lại trong hồng trần, tìm hiểu đạo lý và đời. Cái năng lực tự vấn này giúp Mậu Thân luôn phân biệt được phải trái, đúng sai, biết đâu là thiện ác, đâu là thị phi, giúp họ trong suốt những tháng năm buôn ba luôn rèn luyện bản thân, thay tâm đổi tính, hướng về phía ánh sáng, đi về phía lương thiện để giàu sang, hay không thì chưa biết, nhưng tâm thái bình thản, yên ổn, an nhiên thì cứ chắc chắn họ có được trong cuộc đời của mình. Khi lương tâm không cắn rứt, đêm ngủ chẳng trằn trọc, cũng có thể coi là một loại hạnh phúc ở giai đoạn trung niên. Cuộc đời của một Mậu Thân hay được thế hệ trẻ gọi là một cuộc đời của một nông dân khởi nghiệp, tỷ phú tự thân, độc lập tự cường. Từ tiền vận hay tiền trung vận cho đến trung vận của họ cũng lắm lần lên voi, cũng đôi lần xuống chó, từng ở trên mây rồi hạ phàm rơi mặt đất.
nhưng dù sao bao nghịch cảnh cũng không thể lu mờ được khả năng xoay sở của mậu thân. Bao sóng gió tới, chỉ cho họ mải mòn đi góc cạnh. Còn lại một con khỉ yêu đời, yêu người, không hận thù, chẳng luyến lưu, không đâm chuyện, chẳng bận tâm đến việc của người khác, việc mình làm, người mình quan tâm, mình chăm, mình lo, chứ ít khi thở than, than thở. Với những người ngoài trong giai đoạn trung vận hiện tại, chuẩn bị tìm đến thiền, yoga, học cách ung dung, học cách giao lưu, kiếm một vài cái thú để hưởng thụ cuộc đời. Sau đó duy nhất cần lưu tâm là năm 2025, tránh làm bất cứ việc to, việc lớn, hoặc giả đưa ra quyết định gì quan trọng trong năm này của cuộc đời. Đường đã có sẵn ở phía bên trong, bao gồm đường đi, nước bước, đường tu lối đạo. Thay vì phải nhìn ra ngoài nhiều, cứ nhìn thấu thị vào trong. Ở nơi mà mậu thân thấy an bình nhất chính là điểm đích mà họ cần theo đuổi, truy cầu. Vất vả rồi, đớn đau trải rồi, tư duy trải rồi, hưởng thụ cũng trải rồi, kể đến hãy cứ bình đạm và thản nhiên, trao đi không hẳn để nhận lại, đơn giản chỉ để cái đường nội mà thôi. Lại nói trồng cây ăn trái thì lâu hơn trồng rau, vì hoa thơm trái ngọt cần nhiều chất dinh dưỡng hơn, nhiều thời gian hơn mới có thể đơm hoa kết trái. Trồng cây cổ thụ thì lại còn lâu hơn thế nữa, nên một cuộc đời lên voi xuống cuốn, vòng trái vòng phải, đi đủ đường, làm đủ thứ, vất vả đủ nơi, tưởng chừng như có hết, rồi lại mất mát hết, rồi lại lụi cụi từ đầu. Sẽ là cuộc đời của mậu thân vậy, mà biết sao được. Vì không phải đất xa trung thổ, mà là đại trạch thổ, nên ắt phải cứng cáp qua năm tháng. Bằng sự kiên trì không biết từ bao giờ, với mậu thân tự an ủi, nó trở thành một loại bản năng tự động viên, nó trở thành một kỹ năng tự nhiên, như hít thở không biết từ bao giờ đã không còn quá nhiều thời gian mà suy ngẫm, tay vắt lên trán ngủ mà vẫn đang nổ ngược xuôi, đấu khí chiến đời. Lại nói đam mê đôi khi bị đề cao quá mức, bạn không cần đam mê để duy trì công việc, cũng không cần đam mê để duy trì chăm chỉ chú tâm. Cái bạn cần là tính kỷ luật, là sự hiểu trách nhiệm của bản thân với xã hội và với cuộc đời, lấy đó làm động lực và hoàn thành công việc của chính mình. Nhắc tới trách nhiệm, hãy cứ nhớ bạn là đất nền nhà, nên đa số đều mang tính ổn định, bền vững và có trách nhiệm cao cả. Người bạn thương, người bạn tri ân hay tham vọng của bản thân, truy cầu của cuộc đời, tất cả đều là những trách nhiệm đè nặng lên vai cần bạn phải gồng gánh. Nên lắm lúc cứ tự hào với gì mình đang có, cặm cụi mà làm, lầm lì mà tiến, nhớ lại những thuận may tặc lưỡi cho qua đi, rồi sau đấy mỗi sớm mai thức dậy lại nhìn vào trong gương, cười một cái mang đầy sự tự động viên, rồi sau đấy lại ẩn hết những suy nghĩ với bộ mặt bình thản, có chút ngẩn ngơ, nhưng vẫn lại cực lực chiến đời. Bước sang năm 2024 này, thì những xui xẻo và vận hạn cũng sẽ được chuyển cảnh, đổi vận cuộc đời sang trang mới, cho mậu thân một đời gây dựng lại và tiến xa. Nếu quý bản mệnh đã xác định được đường đi, vậy thì cứ đi thôi, chỉ cần nhớ những điều sau. 1. Chịu đựng áp lực là một kỹ năng cần có trong cuộc sống, nhưng lắm khi do chịu đựng quá lâu bạn sẽ thấy mệt mỏi, cứ phải gồng mình lên, cứ phải cố cứng rắn mạnh mẽ. Vậy nên bạn phải có một kỹ năng khác, đấy là sự thản nhiên, bình lặng. Chuyện xảy ra thì ta giải quyết, việc lớn thì ta làm, vấn đề đến thì ta xử lý, không oán hờn, không kêu ca, không than thân trách phận, không hận đời, không oán đất, không giận đời, không buồn đời. Đường là bạn chọn, việc là bạn quyết, mọi thứ là do bản thân bạn mong muốn. Dù là vào thế khó, từ từ mà gỡ thẻ quá khứ, do ta tham, hay do ta ngu, hay do ta sân si, khiến hoàn cảnh hiện tại vất vả cũng không sao, miễn mình lặp lại cứ bình thản và làm mọi thứ dần dần. 2. Trên con đường bạn đi, trên hướng mà bạn lựa chọn ắt sẽ có những người không ủng hộ, hoặc tìm cách ngáng chân, hoặc trở mặt cháo trở, kéo bạn xuống cho bằng họ, hay đập bạn xuống cho dưới họ, để thỏa mãn cái tâm tối của nhân tâm. Nếu chuyện này xảy ra, đừng bận lòng, người ta hại không có gì lạ, đến các bậc thánh nhân còn phải nghe sự chửi rủa, ta có là gì mà muốn cả thiên hạ phải trọng vọng nhớ thương. Nếu có xảy ra sự khó đó, hãy viết tên lên những người đó ra một tờ giấy, viết cả những tổn thương họ làm với bạn, khóc một trận cho ướt nhòa mực rồi xé nó đi, bạn sẽ thấy nhẹ, rồi sẽ thấy quên, rồi sẽ thấy mừng, vì 2/3 cuộc đời còn lại những kẻ đó không còn chút liên quan trong cuộc đời của bạn nữa rồi. Phúc lắm đấy, để không còn cận kề tiểu nhân. 3. Giờ cho ta một bát phở dùng ngon, dù giờ thì bản thân ta cũng có thể pha chế thêm cho vừa miệng, thêm giấm, thêm ớt, thêm chanh, thêm mắm, thêm đường, có thể vẫn cứ dở, nhưng hợp miệng hơn tí vị. Cuộc sống cũng thế, đời rất dở nhưng hãy cứ niềm nở. Lắm lúc ta bị trao cho những bài toán khó, hoặc bị cuộc đời nó vả vào mặt, chán nản là thường tình, mỏi mệt đau thương là chuyện hàng ngày phải gặp, thì hãy cứ nhớ nhân sinh phải có những cuộc vượt khó như vậy mới thể hiện được sự kiên cường và mạnh mẽ của ta. Tự thành phải trải qua những cuộc chiến vất vả như vậy, thì khi đạt được nó mới thấy sự đủ sướng, thấu đủ sự rực rỡ, ta đã bùng nổ trong một giai đoạn sống nhiệt tình và hết mình. Rồi một mai ta sẽ ngồi lại nhâm nhi một tách trà,
nghe một bản nhạc, đọc một cuốn sách, kể lại cho con cháu nghe cái giai đoạn mà ta đã máu lửa đến thế nào. Thành hay bại, được hay mất, cũng không sao cả. Nghĩa là ta đã chiến, ta đã cố, ta đã có những thời khắc huy hoàng của bản thân. Ta đã không hối cho những lựa chọn, dù sai ở tương lai, nhưng đúng ở hiện tại, hợp với những điều mà ta mong mỏi ngóng trông. Vậy, với những tính cách này, sẽ ảnh hưởng như thế nào tới cuộc đời của người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968? Cùng nhìn lại diễn tiến vận mệnh tuổi của người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 qua các năm. Từ 20 đến 25 tuổi, năm 20 tuổi, không có may mắn, năm này có tai nạn hay hao tài, năm 21 tuổi, nên cẩn thận về tiền bạc, cũng như về sự làm ăn, năm 22 và 23 tuổi, không được hoàn toàn may mắn lắm, hai năm này còn nhiều buồn khổ. Năm 24 và 25 tuổi, khoảng thời gian này có nhiều lo buồn cho cuộc sống, không được nhiều may mắn về vấn đề tài lộc. Từ 26 đến 30 tuổi, năm 26 tuổi, có nhiều tốt đẹp và may mắn. Năm 27 và 28 tuổi, nên cẩn thận về tiền bạc, cũng như về cuộc sống của bạn. Năm 29 và 30 tuổi, nên cẩn thận việc làm ăn, hai năm này việc làm ăn bình thường. Từ 31 đến 35 tuổi, năm 31 tuổi, năm này tiền bạc dễ chịu. 32 tuổi, nên lo gia đình, cá nhân có phần bê bối, nên làm việc nhỏ thì có lợi. Năm 33 và 34 tuổi, hai năm này nên cẩn thận việc làm ăn, không nên đi xa hay xuất hành vào những ngày xấu. 35 tuổi, khá tốt đẹp về phần tài lộc và cuộc đời. Từ 36 đến 40 tuổi, khoảng thời gian này nên đề phòng sức khỏe, có phần tốt đẹp về tài lộc và cuộc đời. Cuộc sống có nhiều tốt đẹp, nên cẩn thận về tiền bạc vào những năm này. Từ 41 đến 45 tuổi, khoảng thời gian này làm ăn, gia đình, giao dịch đều được tốt đẹp và khả quan, cuộc sống có phần đầy đủ và hay về công danh luôn cả sự nghiệp. Từ 46 đến 50 tuổi, khoảng thời gian này tuổi hơi xấu, nên giữ gìn sức khỏe, tiền bạc có phần hao hụt, nên có nhiều sự lo buồn cho số phận. Từ 51 đến 56 tuổi, khoảng thời gian này nên bình tĩnh và sáng suốt, không nên giao phó cho ai về tiền bạc, hay có thể làm ăn việc lớn sẽ không được tốt đẹp cho cuộc đời bạn, tiền bạc hơi thiếu kém. Tiếp theo là vận trình tuổi Mậu Thân trong 5 năm tới. Tuổi Mậu Thân trời sinh là con giáp mạnh mẽ, dũng cảm và luôn sống hết mình. Con giáp này sống và làm việc rất chăm chỉ, thông minh và đáng tin cậy, nhưng đặc biệt không bao giờ đòi hỏi sự khen ngợi công nhận từ bất cứ ai. Mậu Thân sống khiêm tốn, thừa che giấu tài năng của mình và hiếm khi mất bình tĩnh. Những đặc điểm này khiến người cầm tinh con khỉ có thể trở thành những nhà lãnh đạo tuyệt vời. Đứng trước sóng gió và thử thách trong cuộc đời, Mậu Thân không bao giờ chịu chấp nhận bỏ cuộc hay trốn tránh. Tử vi học dự báo rằng, từ 57 đến 61 tuổi mang đến rất nhiều may mắn và cơ hội cho Mậu Thân với tinh thần trách nhiệm cao. Làm gì cũng có tầm nhìn xa và mưu lược, lại thêm sự chủ động, nên Mậu Thân đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Thêm nữa, nhờ có vận quý nhân giúp đỡ, nên cuộc sống của Mậu Thân cũng xuôi chèo mát mái hơn, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Nếu có khó khăn thì cũng chỉ là chuyện nhỏ. Thời gian này sẽ mang đến cho Mậu Thân rất nhiều vận may lớn. Đây là thời điểm mà người cầm tinh con khỉ có thể đưa sự nghiệp của mình lên một tầm cao mới. Cơ hội xuất hiện rất nhiều để Mậu Thân phát huy tài năng của bản thân, đồng thời đạt được những thành tựu xuất sắc. Trong giai đoạn này, Mậu Thân đi đâu cũng gặp được quý nhân giúp đỡ, nên chuyện gì xảy ra cũng đều có cách giải quyết, gặp dữ hóa lành, gặp chuyện lớn hóa chuyện nhỏ. Đặc điểm nổi bật nhất của Mậu Thân chính là sự thông minh, nhanh nhẹn, là người có tính cạnh tranh cao. Mậu Thân sẵn sàng lắng nghe ý kiến phê bình từ người khác và học hỏi từ những sai lầm của chính mình để bản thân tiến bộ hơn mỗi ngày. Đây cũng là người có suy nghĩ logic và luôn bình tĩnh suy đoán trước khi đưa ra kết luận. Mậu Thân là người nhiệt tình và có trách nhiệm. Họ có khả năng thích nghi nhanh chóng với môi trường mới và có thể dễ dàng kết bạn. Điều này giúp Mậu Thân thu hút được nhiều quý nhân trong cuộc đời mình. Giai đoạn từ 57 đến 61 tuổi, vận khí của Mậu Thân tăng vọt, cơ hội xuất hiện rất nhiều, giúp cho sự nghiệp và tài vận của con giáp này có thể thăng hoa mạnh mẽ. Mọi kế hoạch của tính chủ sẽ được tiến hành một cách trơn tru thuận lợi và đạt được kết quả như ý muốn. Bên cạnh đó, Mậu Thân cũng có thể thực hiện được những ước mơ mà mình đã ấp ủ bấy lâu nay, một phần nhờ may mắn tự thân, một phần nhờ quý nhân giúp đỡ, nên cuộc sống của gia chủ trong giai đoạn này sẽ vô cùng thăng hoa viên mãn và đáng mong chờ. Đối với người Mậu Thân, những nguyên tắc bền vững này giúp họ xây dựng khối tài sản khổng lồ, dẫu phải trải qua nhiều sóng gió. Điều quan trọng là dành thời gian để phát triển sự bình yên trong tâm hồn mình, thay vì lãng phí tiền vào thực phẩm không tốt cho sức khỏe hay các hoạt động giải trí mà thành tích chỉ đạt được trong thời gian ngắn. Mậu Thân nên tập trung đầu tư vào bản thân và chăm sóc bộ não của mình. Mậu Thân coi trọng hạnh phúc hơn chủ nghĩa vật chất. Được chăm sóc tinh thần, Mậu Thân có khả năng sáng tạo vượt bậc. Đây là lý do tại sao Mậu Thân đạt được nhiều tiến bộ công nghệ,
và thành công trong xây dựng kinh tế, dẫu trải qua nhiều khổ nạn, thật dễ dàng để so sánh bản thân với người khác. Sau người duy nhất mà Mậu Thân nên so sánh là con người của mình trong quá khứ. Nếu có thể làm điều này, Mậu Thân sẽ thấy bản thân tiến bộ hơn trước rất nhiều. Trong cuộc hành trình chinh phục những đích đến, thay vì lo lắng về những gì người khác đang làm hoặc đạt được, hãy tập trung vào việc chăm sóc bản thân và đảm bảo rằng bản thân không ngừng cải thiện vì bất kỳ lý do gì. Có thể không mua được hạnh phúc, nhưng Mậu Thân có thể sống một cuộc đời hạnh phúc bằng cách biết ơn những gì mình đang có. Cho dù có bao nhiêu tiền trên thế giới, bạn vẫn sẽ luôn lo lắng và bất hạnh nếu không tìm thấy hạnh phúc từ bên trong chính mình. Đây là lý do tại sao tất cả Mậu Thân nên giữ thái độ biết ơn để có thể tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn. Biết ơn những gì đang có sẽ mang đến cho Mậu Thân cảm giác hạnh phúc hơn bất kỳ số tiền nào có thể sở hữu. Để sống cuộc đời trọn vẹn, hãy cố gắng thực hành lòng biết ơn trong suy nghĩ và hành động của bạn mỗi ngày. Học cách quản lý tiền trước khi kiếm được tiền. Mọi thứ vẫn chỉ là con số không. Nếu sở hữu một khối tài sản lớn song Mậu Thân lại sử dụng không đúng cách. Trước khi muốn gia tăng tài sản, bạn cần học cách quản lý tiền. Nhiều người thường nói rằng muốn khởi nghiệp không bị lỗ vốn, thứ đầu tiên cần học là phân chia tiền bạc sao cho hợp lý. Nếu có 10 đồng, đừng tham lam lấy cả 10 đồng, vì làm như vậy khó có thể gắn bó lâu dài. Khi có 10 đồng, Mậu Thân chỉ nên lấy 7, 8 đồng là hợp lý. Khi đối tác của bạn thu được lợi nhuận cao hơn các mối làm ăn khác, nhất định lần sau họ sẽ quay trở lại với bạn. Thậm chí nhiều nhà đầu tư khác cũng mong muốn được hợp tác với bạn. Vì thế chỉ cần học được cách chia tiền, bạn nhất định sẽ gia tăng được thu nhập. Nếu một vị chuyên gia nào đó hướng dẫn bạn kiếm được số tiền lớn, đừng ngần ngại tặng họ nửa số tiền kiếm được, vì hành động này sẽ giúp bạn kiếm được nhiều hơn số tiền bạn cho đi. Tiết kiệm cũng là một cách kiếm tiền. Tiết kiệm là một nét đặc trưng trong văn hóa sống của Mậu Thân. Có thể nhiều người nghĩ rằng đây là kỳ bò, nhưng đối với Mậu Thân, tiết kiệm là một trong những phương pháp làm giàu chính đáng. Một trong những phương pháp quản lý tài chính và tiết kiệm tiền nổi tiếng của người Mậu Thân đó là Kakaibo. Ghi lại tất cả các hoạt động tài chính của bản thân một cách có tổ chức sẽ giúp ý thức được rõ ràng những thói quen chi tiêu. Dần dần trong quá trình ghi chép, Mậu Thân sẽ dần hiểu được mình đang chi tiêu như thế nào, có đang tiêu quá nhiều tiền cho ăn uống hay chưa dành đủ tài chính cho những hoạt động văn hóa. Nhận biết được những khoản chi tiêu lãng phí, thiếu hợp lý giúp điều chỉnh hiệu quả cách chi tiêu. Từ đó Mậu Thân nhanh chóng hoàn thành được mục tiêu tiết kiệm đã đề ra. Mậu Thân không chi quá tay vào việc ăn uống, giải trí hay mua sắm. Ngôi nhà của Mậu Thân cũng không trang hoàng quá lộng lẫy. Mọi thứ trong cuộc sống của Mậu Thân rất tối giản, nhưng đều đảm bảo chức năng. Mậu Thân tiết kiệm và làm giàu cho bản thân gia đình bằng việc ưu tiên sử dụng hàng nội địa. Lý do vì sản phẩm của Mậu Thân luôn đảm bảo chất lượng và nó được thiết kế bởi người Việt, nên sẽ có những công năng phù hợp nhất với người Việt, đúng như truyền thống văn hóa tiết kiệm của Mậu Thân. Để đảm bảo sản phẩm có thể sử dụng được lâu và bền nhất, Mậu Thân đã ưu tiên sử dụng những sản phẩm hữu dụng nhất có thể. Tiết kiệm là một cách làm giàu phổ biến của Mậu Thân. Nguồn vốn tiết kiệm của Mậu Thân cũng trở thành một trong những nguồn vốn kinh doanh của Mậu Thân. Tiết kiệm đúng cách và khoa học sẽ mang lại hiệu quả kinh tế không ngờ. Nhìn chung vận số tài lộc Mậu Thân khá sung túc, tiền tiêu hoài không hết, lại có cuộc sống vô cùng viên mãn. Trong thời gian tới nhờ được nhiều cát tinh nâng đỡ, nên vận khí của bạn tăng mạnh mẽ, tài vận vì thế cũng vượng hơn trước rất nhiều. Khoản thu chính, phụ của tuổi Mậu Thân đều tăng. Điều đó có nghĩa rằng dù là người làm công ăn lương hay làm tư, làm chủ, người đầu tư đều có thể đạt được mục tiêu tài chính của mình. Cuộc sống rất thăng hoa dư giả, nhất là với những người làm đầu tư, kinh doanh, nên mạnh mẽ tin tưởng vào bản thân mình hơn, chớ nên chần chừ, sẽ gặt hái được nhiều thành công rực rỡ. Nhìn lại năm 2023 đã qua là một năm tương đối khó khăn, đầy biến động với tất cả 12 con giáp, chứ không hề riêng tuổi Mậu Thân. Tạm bỏ qua những khó khăn và vất vả của năm cũ, Mậu Thân cùng hướng đến năm mới giai đoạn mới. Khi mà vận khí đã thay đổi, thì sẽ có những Mậu Thân cũng sẽ chuyển mình, vận khí tài lộc cũng được thay đổi, trở nên giàu sang. Khi quý bản mệnh Mậu Thân bước sang năm 2024 này, được thần tài chiếu cố, mọi mặt trong cuộc sống đều có những chuyển biến thuận lợi, công việc thì phát triển hanh thông, kinh doanh thì thu nhiều lợi nhuận, đầu tư mang lại hiệu quả, tiền bạc dồi dào, tích lũy được nhiều khoản lớn. Vốn dĩ Mậu Thân luôn được đánh giá là con giáp thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng, nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, vẫn có những thời điểm bản mệnh phải chịu sự kìm kẹp của vận xui, bỏ công bỏ sức mà vẫn chưa thu hoạch như ý muốn. Thật may vì ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất như năm 2022 và 2023, Mậu Thân vẫn giữ được sự quyết tâm cao độ của mình. Thời gian qua, trí tuệ và năng lực của Mậu Thân không hề bị mai một, mà ngày càng được rèn luyện sắc bén và trở nên linh hoạt hơn. Cũng nhờ vậy, bước sang thời kỳ kể từ 2024 trở đi, Mậu Thân cho thấy khả năng kiếm được nhiều tiền bằng chính năng lực,
và bản lĩnh của mình nhờ sự nhanh nhạy của bản thân. Bạn có thể không mất nhiều thời gian để nắm bắt cơ hội tốt ngay trước mắt, dù là người làm công ăn lương hay đang khởi nghiệp, tự làm chủ công việc. Mậu Thân đều có thể gặp được những cơ hội phát triển tốt, chỉ cần con giáp này nắm bắt được thời cơ, phát huy tối đa năng lực thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tiền tài ngày càng nhiều. Người theo nghiệp kinh doanh được thần tài chiếu cố, tài lộc cứ thế đổ về, bản mệnh may mắn có thể gặp được nhiều khách hàng, ký được những hợp đồng quan trọng. Còn những người tuổi này theo nghiệp trồng trọt, chăn nuôi thì mùa màng bội thu, vật nuôi bán được giá, sản lượng nông sản tăng cao, cứ thế Mậu Thân ngày một thăng hoa trong sự nghiệp, kiếm tiền về đầy túi. Đặc biệt, nếu mua bất động sản trong năm nay, tiền trong túi của những người sinh năm Mậu Thân sẽ không ngừng tăng lên. Đây có thể nói là năm tài chính dồi dào của nhiều người Mậu Thân. Bạn đạt được một số thành tựu vang dội trong sự nghiệp. Xin chúc mừng bạn với sự tự tin tinh thần cầu tiến, ý chí kiên định. Mậu Thân có thể vượt qua thách thức của công việc trong thời gian này và đạt được thành công lớn. Tài lộc ngày một dồi dào, thường ngày Mậu Thân có vẻ hơi dè dặt và nhút nhát. Bản mệnh ngại thể hiện mình, thích sống an phận. Cũng bởi vì vậy mà thực lực của con giáp này đôi khi bị đánh giá thấp hoặc bị bỏ qua. Nhưng trên thực tế, Mậu Thân lại rất mạnh mẽ và sở hữu tiềm năng vô hạn. Bạn luôn đặt ra những kế hoạch cho tương lai và từng bước thực hiện kế hoạch của bản thân, tập trung làm tốt công việc của mình, con giáp này có thể đạt được những thành tựu đúng như mong đợi. Tử vi dự báo rằng, vận trình của Mậu Thân được quan hệ tương sinh với Thái Tuế và được nhiều cát tinh chiếu mạng hỗ trợ rất nhiều. Với sự thông minh và hành xử khéo léo, con giáp này có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng. Tử vi cũng cho thấy, từ 57 đến 61 tuổi Mậu Thân hợp với những công việc ngẫu hứng, cuộc sống diễn ra khá bình an nhờ cách đối xử hiền hòa với người xung quanh, nên Mậu Thân được mọi người yêu mến, ít gặp thị phi. Thời gian tới này hầu như mọi sự đều suôn sẻ hanh thông, tài lộc cứ thế ùn ùn đổ về nhà, những nỗ lực của bạn được đền đáp xứng đáng. Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này càng ngày càng tăng tiến. Thế mới nói Mậu Thân từ sau tuổi 56 trở đi tiền bạc rủng rỉnh, cầu tài cầu lợi đều đắc. Về sức khỏe, những người tuổi Mậu Thân sẽ dễ gặp các vấn đề ngoài ý muốn về sức khỏe của bản thân. Từ 57 tuổi sẽ là thời kỳ công việc vô cùng bận rộn, đặc biệt là đối với những người ở vị trí lãnh đạo. Do thường xuyên phải bôn ba lao lực nên áp lực công việc và tài chính sẽ rất lớn. Lúc này nếu gia đình có thêm tranh chấp thì sức khỏe sẽ giảm sút. Những người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 nên đặc biệt chú ý đến các vấn đề về thận và tim, nên duy trì lịch sinh hoạt điều độ và chế độ ăn uống nhẹ nhàng, không nên la cà rượu chè, tiêu hao năng lượng quá mức sẽ chỉ ảnh hưởng sức khỏe của cơ thể mà thôi. Đặc biệt, bản mệnh còn chịu tác động của hung tinh Bạch Hổ, dễ vướng phải những xui xẻo như té ngã, bị các vật nhọn đâm dẫn tới họa huyết quang, do đó cơ bản cần sắp xếp đồ đạc trong nhà gọn gàng, để dao kéo vào chỗ kín, hạn chế tai nạn bất ngờ có thể xảy ra. Về tình cảm và gia đình cùng các mối quan hệ, đường tình cảm của những người trên 56 tuổi về cơ bản là ổn định, nhưng tuổi Thân sinh năm 1968 lại là một ngoại lệ. Vì bản tính thích sôi nổi, hướng ngoại nên các mối quan hệ xã hội rất rộng rãi, trong quá trình giao lưu với bạn bè, khách hàng có nguy cơ lạc lối, thậm chí gây mâu thuẫn gia đình. Về vấn đề này, nam giới tuổi Thân nên giữ mình, kiểm soát hành vi của bản thân, nếu không sẽ dẫn đến đổ vỡ tình cảm vợ chồng, bất hòa với con cái. Ngoài ra, những tin đồn tình cảm cũng có thể gây tổn hại đến hình ảnh, danh tiếng cá nhân, ảnh hưởng đến sự ổn định của sự nghiệp tài vận. Quý mệnh chủ tuổi Mậu Thân nên suy xét lợi và hại, đừng vì nóng vội nhất thời mà hủy hoại cả gia đình và sự nghiệp. Mọi người đến tuổi trung niên nên tập trung ổn định mọi thứ, nếu không cuối cùng sẽ phải hối hận. Hơn nữa trong hôn nhân, gia đình nào mà chả có lúc vui lúc buồn, nhưng nhìn chung cuộc sống Mậu Thân vẫn êm đẹp, vợ chồng có lúc xung khắc, bất hòa về con cái tiền bạc, nhưng rồi dần dần cũng hiểu nhau hơn. Tuy không nói ra lời, nhưng họ rất thông cảm cho nhau. Càng về già khi buông được thì nhìn chung cuộc sống có nhiều điều tốt đẹp. Tiếp theo là vận mệnh của tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, theo tháng sinh âm lịch. Vận mệnh của người tuổi Mậu Thân 1968, sinh vào tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch, tức tháng Giêng, rơi vào tiết Tân Xuân. Người này trong năm, thông minh mà hiền đức, là người có địa vị, được tôn trọng nể vì, danh lợi hanh thông, phúc lộc tự tới, có thể làm nên đại nghiệp. Đây là người có cá tính khá mạnh, song về bản chất là người sống biết trước biết sau, kính già yêu trẻ, thích giúp đỡ người khác, dù có khó khăn cũng không bao giờ thoái thác trách nhiệm. Là người dám chịu trách nhiệm, sống phóng khoáng, thoải mái, hòa đồng với mọi người nên có rất nhiều bạn bè, các mối quan càng ngày càng mở rộng. Họ còn có khả năng lãnh đạo nên dễ đạt được nhiều bước thăng tiến trên con đường quan lộ.
Vận mệnh của người tuổi Mậu Thân 1968, sinh vào tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch trùng với tiết kinh chập, đa phần người này dễ làm nên thành công vang dội, địa linh nhân kiệt, người này hấp thụ tinh khí đất trời, thông tuệ hơn người, có tài thiên phú, sống đức độ, sức khỏe dồi dào, gặp nhiều chuyện may mắn, người này có số mệnh phú quý, giàu sang nhưng tao nhã, không hề thô tục, đây là người vui vẻ và lạc quan trong cuộc sống, yêu đời mà cũng yêu người. Xét về tài lộc thì người này chẳng lúc nào thiếu tiền tiêu, họ không quá coi trọng tiền bạc, rất thoải mái trong chuyện chi tiêu, cũng hay giúp đỡ mọi người xung quanh khi họ túng thiếu. Vận mệnh của người tuổi Mậu Thân 1968, sinh vào tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là tiết thanh minh, người này sức khỏe cực kỳ tốt, có thể nói là tốt nhất trong 12 tháng sinh. Người này tính tình thẳng thắn, cương trực, song có khi vì thế mà đắc tội với người khác, tự tạo kẻ thù cho mình, ý chí cao, chẳng muốn nhờ cậy ai, sống thanh cao, được nhiều người ngưỡng vọng. Người này không được nhờ lộc tổ tiên, cha mẹ, anh em, mọi thứ có được trong tay đều là do chính mình làm nên, họ có thiên hướng về nghệ thuật nên phát triển theo hướng này. Người này luôn tạo áp lực cho mình, hay vất vả chạy vạy ngược xuôi nhờ vào tài trí, nhân phẩm, ý chí phấn đấu và tinh thần nhiệt tình. Họ có thể tạo cho mình môi trường sống khá tốt, hậu vận tốt, an nhàn hưởng phú quý. Vận mệnh của người tuổi Mậu Thân 1968, sinh vào tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm trùng với tiết lập hạ, những chú khỉ sinh tháng này thiên tín thông tuệ, mẫn phàm, nữ mệnh số phú quý, giàu sang, nam mệnh phát về điền trạch. Người này sẽ có được quyền chức trong tay, nhờ vào ý chí mà giành được những điều mình muốn, có điều may mắn chẳng được nhiều, có khi có quyền thế đấy, nhưng vẫn gặp không ít khó khăn. Xét tử vi khoa học, người này tài hoa phát tiết, có khả năng tư duy mẫn tiệp, luôn lo lắng chu đáo, tỉ mỉ mọi chuyện, người này biết giữ bình tĩnh trước mọi vấn đề, tâm thế đan trang, không phiền, không loạn, khi khó khăn sẽ được quý nhân giúp sức, bạn bè ở bên cũng sẽ hỗ trợ phần nào, cha mẹ là người thẳng thắn, chính trực, yêu thương con cháu, từ tấm bé đã được cha mẹ bao bọc rất nhiều. Vận mệnh của người tuổi Mậu Thân 1968, sinh vào tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm trùng với tiết mang trùng, người này tính tình hiền lành, có nhiều tài lẽ, tuy không có quyền thế trong tay, nhưng có thiên hướng phát triển về văn học, nghệ thuật, có thể thành công, nhờ thế người này có tham vọng lớn, nhưng đôi khi lại chần chừ, có gan nghỉ, nhưng không có gan làm, suy nghĩ bảo thủ. Về hậu vận sẽ dần chuyển biến tốt hơn, xét về trung vận thì không được tốt bằng hậu vận, cuộc đời người này có vận mệnh lành nhiều, tiền vận có thể phải chịu xa cách với gia đình, khá vất vả, trung vận phải dựa vào sức mình, vượt khó khăn để có được điều mình muốn, cuộc sống bận rộn không lúc nào ngơi tay, hậu vận có chuyển biến lớn, có thể an nhàn, hưởng phúc, con cháu hiếu thuận. Vận mệnh của người tuổi Mậu Thân 1968, sinh vào tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm trùng với tiết tiểu thử, người này học sâu hiểu rộng, là nhân tài hiếm có, tuy nhiên, họ là người trọng tình cảm, có phần thiếu ý chí và nghị lực, nên không được quyết đoán, khó thành đại sự, không có chí tiến thủ, họa phúc vô thường, dễ an phận. Vận mệnh thăng trầm khó định, người này bản tính khá ôn hòa, không quá cứng nhắc, họ có nhiều bạn, có người ham chơi, có người lại cô lập, tính cách của họ ít nhiều bị ảnh hưởng bởi bạn bè. Xét về sự nghiệp, nếu thay đổi suy nghĩ, có nỗ lực, có cố gắng, thì tất sẽ có thành công, nếu sống thờ ơ, không có chí tiến thủ, thì dễ bỏ qua cơ hội, khó gây dựng được sự nghiệp, cuộc sống khá vất vả, từ năm tháng tuổi già mới được an nhàn. Vận mệnh của người tuổi Mậu Thân 1968, sinh vào tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, cũng trùng với tiết lập thu, người này có cuộc sống sung túc, chẳng phải lo lắng cơm ăn áo mặc, tuy nhiên, người này sống khá thờ ơ, không quan tâm đến chuyện của người, mà cũng chẳng mấy nhiệt tình, cố gắng với việc của chính mình, họ sống khá bảo thủ, chỉ biết đến mình, nhưng số mệnh tốt, nên mọi sự như ý, vận trình thuận lợi, hanh thông, có quyền có thế, may mắn ở bên, chắc chắn sẽ có thành công. Cuộc đời của người này được quý nhân dẫn đường chỉ lối, người thân hết lòng giúp đỡ, nên muốn gì được nấy, phúc lộc tự về, song cũng cần ghi nhớ, trước khi làm chuyện đại sự, phải bàn bạc thương lượng với người thân, để tránh phạm sai lầm từ đó thay đổi vận mệnh của mình. Vận mệnh của người tuổi Mậu Thân 1968, sinh vào tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm là tiết bạch lộ, người này có quyền uy, có tài lãnh đạo, sự nghiệp thành công, được nhiều người ngưỡng mộ, cuộc sống sau này an lạc, giàu sang, nhưng phải vượt qua khổ nạn trước mắt mới có được. Đây là người có chủ kiến, tuy họ sống thanh đạm, nhưng biết thưởng thức cuộc sống, dù không có ai giúp đỡ, thì vẫn sống thoải mái theo ý mình, từ nhỏ đã hưởng thụ cuộc sống khác với người thường.
Người này thường không được cha mẹ yêu thương, anh chị em quan tâm, nên học cách tự lập từ sớm. Số mệnh không quá tốt đẹp, mọi thứ có được do chính tay mình làm ra. Vận mệnh của người tuổi Mậu Thân 1968, sinh vào tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch trùng với tiết Bạch Lộ, người này tiền bạc dồi dào, trời cho phúc lộc, được nhiều người thầm ngưỡng mộ. Sống tự do, thoải mái, yêu sao với đời, nhờ nhẫn nại, kiên trì mà có được vinh hoa phú quý. Người này sinh ra đã có số hưởng phúc, cuộc đời thông dong, luôn gặp may mắn, có nhiều bạn bè, nhân duyên cực tốt, vì thế chỉ cần gặp khó khăn, đều được bạn bè giúp đỡ. Vận mệnh của người tuổi Mậu Thân 1968, sinh vào tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm rơi vào Thiết Lập Đông, người này khoan dung, đôn hậu, được nhiều người yêu quý và kính trọng, trời sinh hưởng nhiều hạnh phúc, có phú quý, hậu vận cực thịnh. Nói vậy, nhưng đây là mẫu người tự lực cánh sinh, họ thường phải nỗ lực rất nhiều thì mới nhận được sự hỗ trợ. Chị em trong nhà thương mến, giúp đỡ nhau rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Dù là trong chuyện học tập hay trong công việc thì người này cũng khá hiếu thắng, nhất quyết phải làm theo ý mình, dù tranh đoạt cũng chẳng nề hà. Vận mệnh của người tuổi Mậu Thân 1968, sinh vào tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch là tiết đại tuyết, người này tính tình bốc đồng, cố chấp, dễ nóng giận, tuy nhiên vẻ ngoài lại rất thoải mái, có lòng tự trọng cao, danh lợi song toàn, cả đời chẳng cần phải lo lắng gì nhiều. Họ có thể thoải mái theo đuổi những gì mình thích, mưu sự dễ thành, làm gì cũng có được thành quả. Cuộc đời của người này hạnh phúc, vô lo, vô nghĩ, chẳng chút âu sầu, vận mệnh khá tốt, vũ quang đoan chính, dung mạo anh tú. Tài lộc từ nhỏ đã chẳng hề túng thiếu, gia cảnh sung túc, giàu sang, lớn lên trong môi trường tốt, học hành giỏi giang, quý nhân nâng đỡ, đạt được nhiều thành tựu. Vận mệnh của người tuổi Mậu Thân 1968, sinh vào tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch tức tháng Chạp, trùng với tiết Tiểu Hàn, người này trời sinh phúc lộc đầy mình, có điều không có quyền thế trong tay, trong đời khó khăn không nhiều, cát ít dễ bị tổn thọ. Cuộc đời của người này trải qua nhiều điều kỳ lạ, có những trải nghiệm chẳng giống người thường, khiến cho người này sớm từng trải, có khả năng chịu đựng cực kỳ ghê gớm. Số mệnh long đong, lận đận, nếu không có nghị lực thì khó có thể vượt qua, nhưng nếu kiên trì tiến bước thì sẽ được hưởng giàu sang, phú quý hơn người. Hãy nên chuẩn bị sẵn tinh thần trước những thử thách có thể gặp phải, đừng vội tuyệt vọng, mà hãy nghĩ mọi chuyện theo hướng lạc quan, tích cực giảm nhẹ những suy nghĩ tiêu cực, thành công rồi sẽ đến, sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn. Lời nhắc mạnh dành cho tín chủ Mậu Thân từ 57 đến 61 tuổi. Trên con đường nhân sinh, ai ai cũng đều không biết trước mình sẽ gặp phải khó khăn trắc trở hay thất bại gì. Cũng có những việc khi đã đi gần hết trông gai rồi, lại bởi vì một chút khó khăn cuối cùng mà sụp đổ từ bỏ. Thực sự là vô cùng đáng tiếc. Khi gặp những trắc trở trên đường đời, hãy suy ngẫm 4 điều dưới đây. Nội tâm chúng ta nhất định sẽ thông suốt hơn, phúc phận tự nhiên sẽ đến. 1. Mọi việc chớ nên cưỡng cầu. Giàu sang thì ai cũng muốn, nhưng phúc lộc thì sao có thể cưỡng cầu. Con người thế gian cả đời đa phần đều theo đuổi danh và lợi, vì để có được danh và lợi, có người còn không từ một thủ đoạn tồi tệ hay phương pháp bất chính nào. Nhưng cổ nhân thường nói, mệnh lý hữu trung tu hữu, mệnh lý vô mạc cưỡng cầu. Nếu trong mệnh được an bài là có, thì cuối cùng sẽ có. Còn trong mệnh không có thì cho dù có cưỡng cầu như thế nào đi nữa cũng không chiếm được. Những điều nên đến, những người nên gặp, đến lúc thích hợp sẽ tự nhiên đến. Chúng ta chỉ cần dụng tâm làm tốt những việc cần làm, hoàn thành tốt bổn phận chức trách của bản thân là được rồi. Trong Đạo Đức Kinh viết, thượng thiện như thủy, thủy thiện lợi vạn vật như bất tranh, thiện cao nhất như nước, nước có thể làm lợi vạn vật mà không tranh giành. Nước là biểu hiện rất cao của sự thiện lương nơi thế gian, nuôi sống vạn vật, lại nguyện ý ở chỗ thấp. Nếu một người có thể làm được như thế thì phúc lộc không cưỡng cầu cũng tự đến. Đó cũng chính là đạo lý, thiên đạo vô thân, thương giữ thiện nhân, đạo trời là công bằng, không thiên vị bất kỳ ai. Nhưng người lương thiện phù hợp với đạo trời nên như là được trời giúp. 2. Học buông bỏ, thuận theo tự nhiên. Sách Thái Can Đàm viết, tranh giành danh lợi với người khác, thậm chí bỏng mọi giá để đạt được danh lợi. Nhưng con người lại chưa từng nghĩ trong quá trình tranh giành ấy có quá nhiều thứ mất đi. Mặc dù có sống lâu trăm tuổi, nhưng mỗi ngày đều là sống vội vội vàng vàng, long đong lật đật, chưa từng suy nghĩ đến ý nghĩa của sinh mệnh mình. Sống như vậy cũng giống như người không sống thọ mà thôi. Khi chúng ta hiểu được sự tình và sự vật mà bản thân nôn nóng theo đuổi trong cả đời, hơn nữa sau khi suy nghĩ được ý nghĩa của việc con người vì sao mà sống trên thế gian này, thì chúng ta sẽ phát hiện ra rằng danh và lợi mà chúng ta khổ tâm truy cầu cuối cùng chỉ là hư ảo, khi sinh không mang theo đến, khi chết không mang theo đi. Hãy học cách kịp thời buông bỏ, sống thuận theo tự nhiên, để nội tâm an tường, phúc khí tự tới.
3. Học cách tĩnh tâm, hưởng thụ cuộc sống. Trong tác phẩm Tiểu Song U Ký có viết, niềm vui sướng lớn nhất của cả đời người không gì lớn hơn là đọc được một cuốn sách tốt, kết giao được với người lương thiện, sống chất phác, không màng danh lợi. Phúc vận tốt nhất của cả đời người không gì lớn hơn là được ngồi trong vườn bình hòa tĩnh lặng mà thưởng trà, dâng hương, an hưởng phúc. Trang Tử cũng từng viết trong Đạt Sinh rằng, người thực sự hiểu được ý nghĩa của đời người, sẽ không lãng phí thời gian quý giá của cuộc đời này, sẽ không đi theo đuổi những thứ không có giá trị đối với sinh mệnh. Con người dành cả đời để truy cầu những điều không có giá trị đối với sinh mệnh, chỉ bằng tĩnh hạ tâm xuống, hưởng thụ cuộc sống, như thế cũng là phúc vận tự nhiên đến. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.